Đắp chăn cho gái. Ngày xưa, có một ngôi làng xinh đẹp và yên bình bên thác nước, ai đi qua cũng muốn dừng chân nghỉ ngơi và ngắm cảnh. Một ngày nọ, sau cơn mưa đêm rất lớn, có một cây shakaki mọc lên ngay đầu làng. Cái cây lớn rất nhanh và chẳng mấy chốc, tán lá đã che mát cả một khoảng rộng. Thế nhưng, thật kỳ lạ, từ ngày có cái cây ấy, bỗng dưng chẳng còn ai, từ thương nhân cho đến khách bộ hành, đến ngôi làng nữa. Chắc chắn cái cây có ma quỷ gì rồi đây. Tôi cũng nghĩ vậy. Chúng ta hãy chặt cái cây đi. Không được, mọi người hãy nghe tôi. Khi chưa thực sự thấy ma quỷ, thì chúng ta không thể làm hại cái cây vô tội được. Nhưng Sô này, nếu không phải do cây shakaki, thì vì sao mà chẳng ai đến làng chúng ta nữa? Mọi người hãy để tôi đi tìm hiểu. Sô, đây là chiếc dũa gia truyền của nhà ta. Con hãy mang theo, sẽ có lúc cần tới. Dạ, con đi đây, thưa cha. Sao cả đoạn đường dài như vậy mà chỉ thấy có một người thế này nhỉ? Nếu ông không tránh ra, tôi sẽ không nhân nhượng nữa đâu. Ai cha cha, xem ra có khẩu khí hơn người đây. Ta có một đứa con gái xinh đẹp, nên đang có ý tìm người nào xứng đáng để gả đây. Anh có muốn cưới con gái ta làm vợ không? Tôi phải xem con gái của ông thế nào đã. Anh hãy theo ta về nhà. Cánh cổng sao tự động đóng lại thế được? Không chừng đây là nhà của quỷ. Ông lão già thế sao cưỡi ngựa được, mà lại có hẳn hai con ngựa chiến nữa. Ngôi nhà này đúng là không bình thường chút nào. Cảm ơn cô. Cô gái thật xinh đẹp, nhưng sao chẳng nói năng gì, lạ thật. Anh thấy không, con gái ta thật xinh đẹp và nết na. Anh đồng ý lấy nó chứ? Nếu ta từ chối rồi ra đi, thì sẽ không tìm hiểu được những việc kỳ lạ ở ngôi nhà này. Thôi được, ta cứ vờ đồng ý xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Tôi rất vui lòng được lấy con gái ông. Hơi tốt quá, vậy anh hãy ở lại đây đêm nay. Chờ đến sáng mai, chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới. Con gái ơi, vào đây. Con sắp xếp chỗ nghỉ cho chồng con. Trời lạnh rồi, lấy chăn mà đắp. Nhưng cả hai phải đắp riêng chăn đấy. Sao lại có hai tấm chăn khác nhau như thế? Ta phải cẩn thận mới được. Cô gái ơi, thế là ngày mai ta có đồ ăn rồi. Hóa ra hắn đã biến tảng đá thành cô gái xinh đẹp để lừa mình. Chắc chắn hắn đã dùng kế này để lừa ăn thịt những người khác khi họ đi qua đây để đến làng mình. Mình phải trốn nhanh thôi. Đúng là con dũa gia truyền có khác. Cảm ơn mày. Tên kia đâu rồi? Chết chưa? Ta đã bị nó qua mặt rồi. Tên kia, dừng lại mau. Dừng lại mau. Mày cố thêm chút nữa, đến đầu làng rồi. Shakaki đã cứu mình. Cảm ơn ngươi rất nhiều. Mọi người ơi, nhờ cây shakaki, quỷ đã bị hất văng xuống thác nước rồi. Từ nay, làng ta sẽ bình yên trở lại. Hoan hô, hoan hô. Cảm ơn cây shakaki. Hoan hô, hoan hô. Từ đó về sau, người Nhật dùng cây shakaki bài trí bàn thờ,
để thể hiện lòng biết ơn đối với loài cây đã dũng cảm xua đuổi ma quỷ, bảo vệ sự bình yên cho con người. Khỉ con học làm pháp sư. Hôm nay ta sẽ dạy con môn đẩy đồ vật bay lên theo ý muốn. Nếu học giỏi môn này, con có thể đưa bất cứ thứ gì bay lên trời một cách dễ dàng, nhanh chóng. Ôi, thích quá! Con hãy xem kỹ nhé! Trời ơi, thầy giỏi quá! Con cứ chăm chỉ luyện tập, rồi con sẽ làm được như ta thôi. Mình làm được rồi, mình làm được rồi. Này Khỉ, cậu lại định bày trò nghịch ngợm gì nữa sao? Thả tớ xuống mau. À! Cậu làm tớ bị đau rồi đấy. Phép thuật ta dạy cho con để con làm những việc có ích giúp người khác, không phải để trêu chọc bạn bè. Con xin lỗi thầy ạ. À. Không phải xin lỗi ta, mà là xin lỗi bạn rùa. Tớ xin lỗi cậu. Ừ, thôi tớ có việc phải đi đã. Cháu chào pháp sư gấu ạ. Chào bạn Khỉ. Ta cũng phải đi có việc. Ta cho con đi chơi, nhưng đừng bày trò nghịch ngợm nữa đấy. Dạ, vâng ạ. Này gà trống, bạn đang làm gì thế? À, tớ đang tập bay. Tập bay để làm gì? Bác đại bàng mới thông báo, sắp tới sẽ có cuộc thi bay. Tớ muốn tham gia cùng mọi người nên tập bay. Ồ, vậy ư? Thôi, cậu không cần tập luyện vất vả nữa đâu. Tớ đã có cách giúp cậu giành chiến thắng rồi. Cậu làm gì biết bay mà giúp được tớ? Cậu hãy xem đây. Tuyệt quá! Cậu đã tin tớ chưa? Tớ tin rồi. Vậy chúng ta đi chơi thôi. Đã có cậu giúp sức rồi, còn tập luyện làm gì nữa cho mệt. Ừ, đi thôi. Ồ, các bạn tập luyện chuyên cần quá. Tớ tưởng bạn cũng muốn tham dự cuộc thi bay sắp tới. Cậu không tập luyện đi còn mãi chơi hả? Không, tớ vẫn tham gia. Nhưng không cần tập luyện, tớ vẫn có thể thắng cuộc. Mẹ tớ nói, phải tập luyện chăm chỉ mới có thể giành chiến thắng. Cậu thấy không, con chim cắt bay rất nhanh. Đó là vì sáng nào cô cũng ngủ dậy trước ông mặt trời và tập luyện chăm chỉ đấy. Bạn gà trống không cần phải tập luyện vất vả như thế. Chỉ cần có tớ bên cạnh, tớ sẽ giúp bạn ấy giành chiến thắng. Tớ không tin đâu. Thôi, tớ không nói chuyện với cậu nữa. Tớ và bạn gà trống đi chơi đây. Cuộc thi bay chuẩn bị. Chuẩn bị. Bắt đầu. Gà trống bay nhanh thế nhỉ? À! Thôi, chết rồi. À! Nhìn bạn gà trống kia, cứ tưởng bạn ấy tự bay được, hóa ra là do khỉ con dùng phép thuật giúp sức. Ừ. Nếu gian lận thì có chiến thắng cũng chẳng tự hào gì. Pháp thuật mà ta dạy con không phải để con dùng nó cho việc gian dối. Con chỉ muốn giúp gà trống chiến thắng thôi mà. Chị chim cắt đã giành chiến thắng. Hoan hô chị chim cắt. Con thấy không, chị chim cắt mới là người xứng đáng giành chiến thắng trong cuộc thi này. Thành công chỉ có thể đến được với người khổ công tập luyện và nỗ lực cố gắng, chứ không phải trông chờ ỷ lại. Cánh đồng hoa của cô ông. Thầy ơi, con mệt quá. Ngọn núi ấy còn xa không thầy? Chúng ta đi được nửa ngày đường rồi. Cố lên, là một pháp sư con phải học được đức tính kiên nhẫn. À, thầy ơi, con đau quá.
con vẫn chưa sửa được tính hấp tấp vội vàng. Đi đứng phải cẩn thận chứ. Thầy ơi, hình như con bị trẹo chân rồi. Chúng ta có phép thuật, có thể làm cho chân của con khỏi ngay mà. Không được lạm dụng phép thuật, nếu không sẽ có tác dụng ngược lại đấy. Con đang học làm pháp sư, càng phải học được sự kiên nhẫn. Thầy, hình như gốc cây đằng kia có một ngôi nhà nhỏ. Đến đó thôi, chúng ta xin ở lại vài hôm để con dưỡng thương. Chào hai thầy trò. Chị ông ơi, cho thầy trò chúng tôi nghỉ ở đây vài hôm được không? Khi con bị vấp ngã rất đau, cháu no chưa thể đi xa ngay được. Khổ thân, có đau lắm không? Hai thầy trò cứ ở lại đây nhé, khi nào chân khỏi thì đi. Để tôi băng bó cho cháu nhé. Hoan hô, bánh thơm quá. Con cảm ơn cô ông vàng. Con cứ chăm chỉ ăn uống điều độ, tỉnh dưỡng là sẽ mau khỏi thôi. Bánh mật ong cô mới làm đấy. Chị ông này, bánh ngon như vậy chắc là đông khách lắm đúng không? Tiếc là không, tôi đã vất vả đi lấy mật ở tận cánh đồng hoa vàng xa nơi đây tận 10 dặm mới làm ra được loại bánh thơm ngon này. Thế mà không hiểu sao khách vẫn thưa thớt, chẳng bán được bao nhiêu. Tôi một mình thì không sao, chỉ lo cho lũ con ngày một lớn. Sao con trầm tư vậy? Con còn đau chân không? Con đỡ nhiều rồi thầy ơi. Thầy ơi, trước khi đi, chúng ta có thể hóa phép ra thật nhiều tiền bạc để tặng cho cô ông được không ạ? Cô ấy sẽ không phải vất vả đi kiếm mật ở xa nữa. Không thể được. Phép thuật không sinh ra để sử dụng một cách bừa bãi như vậy. Con đi nghỉ sớm đi. Vài hôm nữa chúng ta sẽ lên đường. Tại sao ạ? Chúng ta dùng phép thuật để giúp đỡ người khác cơ mà. Thôi kệ, mình cứ bí mật làm, thầy làm sao mà biết được. Ha ha, đây rồi, cuốn sách của thầy. Thầy không bao giờ cho mình động vào và bảo có những ma thuật cực kỳ hắc ám. Không sao, chỉ cần bắt chước là được. Mình học rất nhanh mà. Đây rồi, cách tạo ra chai nước giàu có. Chỉ cần uống chai nước này sẽ trở thành người giàu có ngay lập tức. Để tạo ra được hũ giàu có nguyên chất, cần rễ cây đậu tán nhỏ, hai cành bạc hà, một ít gió bắc, một ít cát dưới đại dương sâu nhất. Trời ơi, lấy đâu ra? Thôi kệ. 10 vòng theo chiều kim đồng hồ, rồi lại một vòng ngược kim đồng hồ. Còn thấy trong người sao rồi? Nhà kho bỗng dưng bốc cháy, thầy lo quá nên phải làm mưa xuống để cứu con ra đấy. May mà con không sao. Thầy ơi, con xin lỗi, con đã lấy trộm cuốn sách ma thuật của thầy mà không xin phép. Con chỉ định hóa ra thật nhiều tiền tặng cho cô ông vàng, nên đã thử làm một chai nước giàu có. Cuốn sách cháy rồi phải không thầy? Cuốn sách ấy cháy thầy không tiếc, vì những gì ghi trong đó sẽ gây hại đến tất cả chúng ta. Con xem, nếu ai cũng muốn làm phép thuật để trở nên giàu có mà không lao động thì cuộc sống sẽ như thế nào? Chưa kể nếu làm phép không đến nơi đến chốn sẽ rất nguy hiểm con à. Thầy muốn con hiểu rằng không phải thứ gì cũng tự dưng mà có. Muốn có được tiền bạc, thức ăn, chúng ta phải lao động bằng chính sức lực của mình. Chúng ta hãy giúp cô ông bằng cách khác con nhé. Hai thầy trò ơi, nghỉ tay uống nước đã nào. Tôi đã pha một bình trà mát lạnh, ngon lắm. Hai thầy trò vất vả quá, nắng nồi thế này mà vẫn giúp tôi gieo hạt trồng hoa. Tôi rất cảm kích. Đó là niềm vui của chúng tôi mà. Chị đừng lo, coi như là tấm lòng của chúng tôi tặng cho chị, vì đã cưu mang hai thầy trò tôi suốt mấy ngày qua. Thầy ơi, vậy là khi nào chúng ta trở về, cánh đồng hoa này sẽ tươi tốt chứ ạ? Đây là loại hạt mầm rất tốt mà tôi đã tuyển chọn. Chúng tôi hy vọng rằng
cánh đồng này sẽ giúp cô khỏi phải vất vả đi lấy mật ở xa nữa. Công việc làm ăn của cô sẽ thuận lợi hơn. Cảm ơn hai thầy trò rất nhiều. Thấm thoát mà đã 3 tháng rồi thầy nhỉ. Ôi thơm quá thầy ơi, hương hoa gì thơm quá. Thầy ơi, liệu có phải... Đúng đó con à, đây chính là cánh đồng hoa mà chúng ta đã gieo cho cô ông. Những hạt hoa đã theo gió bay khắp nơi để mọc thành những cánh đồng rực rỡ thế này đấy. Tuyệt quá, thầy trò mình qua thăm cô ông đi thầy ơi. Hai nhánh cây. Không được, tường nhà phải tô màu vàng cho đẹp chứ. Sao em lại tô màu xanh? Màu xanh mới đẹp chứ. Chị không thấy tường nhà màu xanh bao giờ hả? Nhưng em tô ngói đỏ rồi, tường phải vàng mới hợp, không thể là màu xanh được. Đã không biết thì thôi lại còn. Có chị không biết ấy. Em muốn tô màu xanh cơ. Màu xanh vào mới nổi bật. Nhưng màu xanh không hợp với bức tranh này. Em thử tô màu vàng đi. Em không thử. Em thấy màu vàng cũ rồi. Màu vàng không hợp thì có. Em sẽ tô màu xanh. Sao em ương bướng thế nhỉ? Em chẳng chịu nghe lời chị gì cả. Tại em chứ. Con không muốn chơi với chị nữa đâu. Hai chị em vừa giận nhau phải không? Hôm nay trời rất đẹp, ba mẹ con ta cùng đi dạo nhé. Các con có biết vì sao bát cổ thụ nhà ta bị héo không? Chắc tại có con sâu to tướng hút hết chất dinh dưỡng của bác rồi. Vậy để mẹ kể cho các con nghe chuyện về bác cổ thụ nhé. Chuyện bắt đầu kể từ khi bác ấy mới chỉ là một hạt mầm nhỏ. Sao cậu suốt ngày vươn cành lá sang đây, chiếm hết cả khoảng trời của tớ thế? Đâu nào, đây là khoảng trời của tớ chứ. Không, cậu nhìn lại xem, đây là khoảng trời của tớ. Càng ngày cậu càng chiếm chỗ của tớ hơn rồi đấy. Như thế lấy đầu ra ánh sáng mặt trời để tớ lớn nhanh được. Từ nhỏ cậu đã to lớn hơn tớ rồi, cứ bày trò bắt nạt. Tớ chịu như thế là quá đủ rồi. Cậu thì hôm nào chả mãi mê ngắm mấy anh đại bàng đẹp trai, ngã nghiêng hết cả sang bên tớ còn nói gì. Hai anh em nhà này giận nhau ngã về hai phía. Thân mẹ của cây sắp nứt ra này. Ta phải tranh thủ cơ hội này mới được. Ôi, sao càng ngày mình càng thấy mệt quá. Sắp gục xuống đất đến nơi rồi. Sao cậu ấy cũng rủ ra như mình thế nhỉ? Càng ngày mình càng thấy hút được ít chất dinh dưỡng hơn từ lòng đất. Đến lúc này các ngươi mới nhận ra sao? Ta đã mọc lên ở giữa và hút sạch dinh dưỡng từ rễ cây mẹ các ngươi. Đúng thế. Nhưng nếu hai ta không cãi nhau, không giận dỗi mà chung sống hòa thuận, thì mụ ấy đâu có cơ hội len vào cuộc sống của chúng ta đâu. Đúng rồi, cãi nhau chỉ càng làm chúng ta xa nhau và tạo điều kiện cho kẻ khác xen vào hãm hại thôi. Từ giờ, hai ta hãy cùng nhau sống hòa thuận nhé. Buông ta ra! Thấy khi mụ tầm gửi biến mất, thì bác cổ thụ sẽ xanh tươi trở lại chứ mẹ. Chắc chắn rồi con, chỉ vài tháng nữa thôi.
nay mưa lớn thật đấy. Anh xin lỗi, công việc ở gara hôm nay nhiều quá nên về muộn. Không sao đâu. Nếu như bây giờ chúng ta đi nhanh thì vẫn còn kịp giờ máy bay hạ cánh để đón mẹ. Ừ. Chắc chỉ chết máy thôi mà. Chưa chắc. Nhìn khói và nghe tiếng máy, chắc có thể là hết ắc quy rồi. Nếu không thay thì sẽ không thể nổ máy. Giờ này rồi lại đang mưa. Các làng quanh đây đều xa, có gọi cứu hộ thì cũng chưa chắc có ai tới được. Không phải anh định dừng lại đấy chứ? Chúng ta muộn giờ đón mẹ rồi. Anh chỉ xác nhận xem có phải hết ắc quy thật hay không thôi. Xe của cậu bị làm sao vậy? Xe của cháu đang đi thì chết máy. Cháu đã cố gắng khởi động lại mãi vẫn không được. Để tôi xem nào. Đúng như tôi dự đoán, xe của cậu hết ắc quy thật rồi. Phải thay thì mới có thể đi được. Cậu phải gọi cứu hộ thôi. Vừa nãy cháu đã gọi cứu hộ, nhưng họ bảo tầm khoảng 2-3 tiếng nữa mới tới được. Phải làm sao đây ạ? Cậu có chuyện gì gấp à? Tôi vốn làm việc ở gara, nên trên xe cũng có đồ nghề và ắc quy dự phòng. Nếu cần thì cậu có thể lấy tạm mà tự thay. Cháu không biết thay. May quá, chú có thể thay luôn giúp cháu được không ạ? Giờ thì không được rồi. Tôi phải ra sân bay gấp đón mẹ tôi. Chỉ ít phút nữa là máy bay hạ cánh rồi, mà chặng đường còn tương đối xa. Nếu không biết thay, chắc cậu phải đợi cứu hộ rồi. Giờ tôi phải đi đây. Vâng, dù sao cũng cảm ơn chú. Cậu có chuyện gì sao? Ba cháu ở nhà đang ốm nặng nên gia đình điện cháu về. Cháu phải thuê gấp chiếc xe này để về nhà được nhanh nhất. Đêm muộn, lại đường vắng, chẳng có ai đi ngang qua đây cả. Giờ phải làm sao đi? Thay ắc quy mất 15 phút. Mẹ tôi chắc phải chờ một lúc rồi. Ừ, chú cứ đi đón mẹ đi ạ. À. Cháu... Nhưng ba mẹ cậu nếu phải chờ thêm mấy tiếng nữa e rằng quá lâu. Nào, để tôi xem nào. Trời ơi, cứ việc gì cũng vơ vào. Rõ là sốt ruột. Được rồi, chúng ta đi thôi. 20 phút rồi đấy. Sao anh lúc nào cũng nhiệt tình với người khác quá vậy hả? Cứ để cậu ta đợi xe cứu hộ đến thì có sao đâu. Mình cứ nói thế, đằng nào cũng đã giúp người ta rồi. Mà mình gọi điện thoại cho mẹ được chưa? Mẹ vừa xuống sân bay. Được rồi, mình sẽ đến đó ngay thôi. Có chuyện gì thế nhỉ? Để anh chạy ra xem. Chúng tôi đã có mặt để hỗ trợ. Vâng, vâng. Anh cảnh sát, có chuyện gì vậy? Anh phải quay đầu xe trở về rồi. Mưa suốt mấy ngày qua khiến đoạn đường bị sạt và cây đổ liên tiếp suốt chừng 5 km. Chúng tôi cũng vừa mới có mặt trực ở đây để cảnh báo người đi đường. Bị sạt đất và đổ cây ư? Đúng vậy, cũng chừng 20 phút trước. May lúc đó không có phương tiện nào đang đi trên đoạn đường này. Không bị vùi lấp, nếu như may mắn nhất thì cũng bị kẹt lại ở đó. Có chuyện gì thế mình? Đoạn đường phía trước bị sạt và cây đổ, không thể đi tiếp được. Giờ muốn đến được sân bay, chúng ta phải đi đường vòng qua làng Madison thôi. Qua làng Madison ư? Phải mất 1 tiếng nữa mất. Cũng không còn cách nào khác em à. Đoạn đường sạt những 5 km. Cảnh sát nói sự cố xảy ra chừng 20 phút trước. Thế chẳng phải nếu mình đi đúng lịch trình không dừng lại thì giờ bị kẹt trong đoạn đường đó rồi. Mà có khi cây đổ xuống còn càng nguy hiểm nữa. Nhưng chúng ta vẫn an toàn mà. Mình gọi cho mẹ báo tình hình để mẹ đỡ sốt ruột nhé. Vâng. Thật may vì lúc đó mình đã dừng xe. Hóa ra không phải chỉ giúp người thanh niên lúc nãy, mà còn giúp vợ chồng mình tránh được tai nạn bất ngờ. Em xin lỗi, từ trước đến nay em luôn trách móc việc anh giúp đỡ người khác. Hóa ra khi giúp người khác cũng là lúc đang giúp chính mình. Anh biết tính em hay cằn nhằn, nhưng mà em cũng là người tốt bụng. Thật ra thì chính là nhờ người thanh niên đó đã giúp vợ chồng mình. Vâng. Đăng ký kênh ngay đi nào. Mỗi ngày, bài học cuộc sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.